áo kiểu có bâu là giờ mình còn áo nào ta? Hello, hello, hello mấy chị. Hello mấy cục vàng, không có thông báo, sáng nay không có thông báo tại vì đột xuất á. Thành ổ đơn em ship chưa? Chưa nha, mất kết nối ơi, chưa nha cưng. Đây. Nhà Thành đang soạn nè. Ui, anh chàng đẹp trai xây mặt qua bên kia gì đang lên cho lên sóng đó nha. Nhà Thành đang soạn hàng nè. Đó, Thành đang soạn hàng để Thành giao cho khách sĩ á. Rồi sẵn rồi cái Thành like cho mấy chị luôn nè. Đó, thấy không? Đứng lên cho thấy rõ mặt cái đó. Thanh đang soạn hàng mấy chị ơi nè, áo khoác green nè, quá trời trời rồi. Bây giờ chị nào rảnh thì vô nha, chị nào rảnh thì vô xem like. Trời ơi, tóc tóc đi xong mà cái mặt cái đội chùm cái nón nó vô giờ nó quắn luôn à. Nãy gì dở ra nhìn nó khủng khiếp. Rồi mấy chị nào buổi sáng á, chị nào mà rảnh á thì mình vô mình xem nha, mình xem mình mua nha. Còn chị nào mà vậy nay lựa xong ship cho em luôn nha. Ừ, ok, em lựa nhiều nhiều đấy, em lựa ít quá không đủ đơn chị cũng không đi được. Rồi chị nào rảnh chị lên quần thể thao, Nguyễn Linh quần thể thao, ok em. Để Thanh chia sẻ lên cái tại vì có cái trang của Thanh đó, có nhiều nhiều khách không có thấy. Hello Pha Lê Trần. Đó, có nhiều khách không thấy cái trang của Thanh cho nên là đợi Thanh chia sẻ lên cái nha mấy chị nha. Có nhiều khách không có biết tại vì hôm nay Thanh like em mới nhận rồi hôm qua quần jean đẹp quá còn không chị. Còn nha Nguyễn Trang, trời ơi, quần jean đẹp quá hả, trời ơi, khen mà mát ruột rồi. Bữa em có inbox gửi địa chỉ cho chị rồi. Ừ chị biết rồi, đợi đợi Thanh chia sẻ cái nha mấy cục vàng. Mấy cục vàng chia sẻ like giùm Thanh đi mấy cục vàng nha, mấy cục vàng chia sẻ like. Chị nào có chia sẻ like nè, theo dõi Thanh thường xuyên nè là Thanh sẽ ưu tiên cho chị đó nha. Hôm nay là đồ đẹp lắm nha, đồ nhiều lắm mấy chị. Nói chung là Thanh rảnh giờ nào là Thanh sẽ soạn đồ ra để Thanh like cho mấy chị. Rồi chị có quần ống lê không? Quần ống lê hả? Quần ống lê Thanh có nhưng mà Thanh không có sale nha. Quần ống lê Thanh có mà Thanh không có sale nha cục vàng. Rồi mấy cục vàng nhấn chia sẻ like giùm Thanh đi mấy cục vàng. Nhấn chia sẻ like nha, nhấn chia sẻ like nha mấy chị. Đợi Thanh xíu nha. Rồi bây giờ chị nào đang xem thì mấy chị hello Thanh đi mấy chị. Mấy chị nha, chị nào đang xem thì hello hello Thanh đi mấy chị. Em mua không cần sale ạ? À? À em mua không cần sale. Rồi bây giờ em lấy quần ống lê mà quần quần size bao nhiêu ký nè. Size bao nhiêu ký để chị biết đường chị lấy cho. Lấy size bao nhiêu ký? Cái quần sọc phim này chắc hello Nguyễn Trân, hello cục vàng. Cảnh này, cái quần jean này chắc đưa vô kho đi con ơi. Mấy cái này là đưa vô kho đi. Mấy quần jean sọt á. Hello Xuân Văn nè. Hello, hello, hello mấy cục vàng nha. Rồi Thanh chào, đúng rồi mấy chị hello, hello Thanh để Thanh thấy là mình Thanh thấy là khách đang xem nha mấy chị. Nha chị nào đang xem thì hello Thanh để Thanh biết. Ai gọi kìa. Đơn cưng đi rồi sao không thấy điện mai mai. Chị mai mai hình như đơn chị chưa đủ nha. Size 60 kg màu đen. Ủa quần ống bạc, quần ống le mình còn size 60 kg không ta? Vậy là hết ống le còn ống suông à. Còn ống suông nha, hết ống le rồi cục vàng ơi.
đơn mấy chị á, có chị nào mà Thanh chưa có gọi chốt đơn, tức là cái đơn nó chưa đủ đơn nha mấy chị, với lại là Thanh chốt không kịp mấy chị ơi nha, mấy chị thông cảm giùm Thanh. Chị nào mà chưa đủ đơn nè là Thanh sẽ neo lại, Thanh sẽ ưu tiên cho những chị mà mua nhiều, Thanh sẽ đi đơn trước. Còn chị nào mà chưa có đủ đơn á, Thanh sẽ lưu lại để Thanh like thêm một vài like nữa rồi Thanh sẽ đi sau đó, cho nên là mấy chị thông cảm đợi nha. Rồi bây giờ Thanh sẽ like nha mấy chị ơi. Ê cái áo sơ mi nam ở đâu, đưa vô cho Diền bọc đi con. Đưa vô cho Diền bọc áo sơ mi nam đi. Khoan để đầu like Thanh xeo. Thanh xeo cái mớ dép này cho nó hết cho mấy chị nha. Anh có mớ dép nè. Hai đứa nè, ginh cái này ra ngoài đi con. Giết hả? Đứa một bên ginh đi để nặng con. Rồi cái nè con ginh cái quần sọt ra ngoài để bên góc đó đó. Rồi cái lấy dây cột lại đi, rồi cái ginh đẩy vô kho đây, rồi cái áo sơ mi á, áo sơ mi đưa qua đây dì like trước đi. Quá ghế này tay chân Thanh nó rụng rồi hết á mấy chị. Tay chân Thanh nó rụng rồi hết mấy chị ơi. Rồi Thanh xeo dép cho mấy chị trước cái đó ha. Thanh có một thùng dép. Đây có một cái áo khoác này, bỏ vô cái bọc áo khoác luôn đi. Thanh có một thùng dép mấy chị, Thanh có một thùng dép để Thanh xeo cho mấy chị dép này ha. Bữa nay dép này Thanh xeo cho mấy chị 49.000 luôn mấy chị. Đây. À, chị ơi quần lót lưng thấp quá rồi, cho chị cái gì đây là đúng đơn rồi, 5 cái quần riêng đâu có chốt. À không phải đâu, cái quần riêng đó là bữa hổm chị hỏi cưng chị còn mấy cái cưng lấy hết luôn không á, cái cưng ok cái chị tưởng nó là cưng lấy chị chốt luôn. À, còn không thì cái quần lót đó cưng có để bán đi, nếu bán được thì chị cho đổi nha, bán không được thì chị cho đổi nha thôi. Rồi bữa nay Thanh sale cho mấy chị luôn 49.000 mấy chị nha, Thanh bao mấy chị luôn, không có cầm tiền đi mua cái đôi dép này 49.000 được đâu ha. Chị có dép da nam không? Dép da nam hiện tại là Thanh hết rồi nha, đôi này size 38 mấy chị, size 38 49.000, chị nào lấy chốt cầm Thanh luôn, size 38 49k. Bữa nay Thanh bán cái này 49.000 là rẻ sập sàn luôn mấy chị nha, rẻ sập sàn luôn. Em lấy mặt không bán à, cưng lấy mặt hả? Vậy là Phúc nó lấy lộn mày, Phúc nó lấy lộn mày. Rồi 38 49, ok chị Kim Tâm nè. Thôi để bữa nào đơn sau đi chị đổi cho nha, đơn sau đi chị đổi cho nha, cục vàng ơi không sao đâu nha, đơn sau có mua gì đó rồi cái cưng đưa cho shipper đem về cho chị. Rồi ok 38 49 chị Tâm nè. Rồi tiếp tiếp mấy chị ơi. À, mấy chị mấy đôi này Thanh bán 49.000 rồi, sale sập sàn luôn mấy chị, sale là banh nóc luôn. Rồi đôi này size 37 mấy chị, size 37 49.000 mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Cái thời điểm này thời điểm là chuẩn bị vô vụ nè mấy chị. À, mà nhưng mà Thanh sale luôn, tại vì mấy chị biết sao không? Thanh đang đi một cái lô hàng được số lượng rất là lớn, cho nên là cái kho Thanh không còn chỗ chứa nữa, cho nên là Thanh xả luôn. Rồi ok Kim Thoa nè, size 37 49k nè. Đó, sale cho mấy chị banh nóc luôn. Con này đẩy mấy cái này vô kho lấy dép ra luôn nè. Lấy cái mớ dép này ra gì bán xả hết mẹ cho rồi. Rồi 37 49.000 mấy chị, dép xịn sò luôn mấy chị nha. 59.000 là Thanh đã bán lỗ rồi. Đôi này là giá 115.000 giá sỉ đó mấy chị. Giá sỉ là 115.000 mà Thanh bán cho mấy chị có 49.000 là mấy chị hiểu rồi ha. Hiểu là nỗi khổ của Thanh rồi ha. Rồi cái đôi này đôi sụp nè, bụi quá mấy chị ơi, bụi bặm. Rồi đôi này là size 35 mấy chị, size 35 đôi này Thanh sale cho mấy chị 39.000 luôn. Quá đẹp luôn, size 35 chân chị nào nhỏ lấy đôi này nha, Thanh sale cho mấy chị 39.000. 39.000 có yếm, jean, quần dài, có nha mất kết nối ơi. Có, từ từ chị Thanh sẽ lên, yên tâm đi, bên nhà chị Thanh cái gì cũng có. Rồi size 35 nè, 39k nè.
quá đẹp luôn. Đó, mua cái này về bán đi cưng. Rồi 35 nè, size 35 nè, 39k nè. Để chị bấm cái này lại để em thôi nó. Mấy chị ơi, thanh bệnh nó nhưng mà hàng quá trời nhiều, thanh ráng lên ngồi thanh like với mấy chị. Thúy Thanh ơi, size cái đó hết rồi. Thứ chị còn có một đôi chị thanh sale rẻ luôn nha. Yến hồi nãy nó hỏi, mới hỏi mấy cái này đâu mất tiêu trời. À, cái đó chị tách ra hai cục á, tại một cục nó quá tải nó không nhận cưng nha. Cưng mới nhận cục hả, chắc một cục nữa nó chút nó giao qua liền cho cưng á. À, chào anh Hoa, hello cục vàng. Đây mấy chị ơi, cái này hôm sau cho mấy chị có 39.000 thôi. À, 39.000, đôi này size 35 luôn nè, size 35 39.000, chị nào lấy chốt cùng thanh luôn ha. 39.000 đó, sale cho mấy chị 39.000 luôn. Size 35 chị nào lấy chốt cùng thanh luôn, size 35 39.000 nha. Chị nào lấy chốt cùng thanh luôn. Size 35 39.000. Đó, mấy cái này sale hết luôn. Chị không gửi cho em cái gì? Chị không gọi cho em. Đây, chị đọc chị, trời không thấy đường nữa trời. Cảnh cảnh con bỏ ra con vô con coi cái đơn của Lo Nguyên Châu dùm gì coi, trong sổ gì ghi á. Đây rồi, cái này size 38 nè mấy chị, size 38 nha. Size 38. Size 38 nha, size 38 chị nào lấy chốt giùm thanh luôn. Con sổ đẳng kìa, trời ơi bỏ đẳng kiếm đâu. Ủa rồi cuốn sổ em qua gì ghi vô gì để trong đó mà. Ở ngoài chứ làm gì có trong nhà. Rồi cái này size 38 nè. 38, size 38 39.000. Thò lên giùm chị 38 39k luôn nha thò. 38 39k. Đưa đưa lại gì coi. Lên giùm chị 39.000 luôn cưng. 38 39k. Đợi thanh cái nha. Đợi đợi thanh xíu nha, đợi thanh xíu cái. Nhỏ này thiệt tình đó lúc. Nhắn lên lúc gọi lại không chịu nghe. Rồi 38. Ok kim thoa nè. Của cưng á, tổng á là 4.501.000. Là chị cộng 200.000 tiền ship đó, mà chị trừ ra 1.000.000 tiền chuyển khoản là còn 3.500.000. 3.500.000 một cục thu 1.500.000, cục thu 2.000.000. Là 3.500.000 đúng rồi. Đâu rồi, in miếng giấy ra đâu rồi. Khổ thiệt khổ. Dép kẹp nam à, lấy cho dì cái cây dép kẹp nam. Ủa dép kẹp nam mà cứ lấy size bao nhiêu anh Hoa ơi? Dép kẹp nam là size bao nhiêu là chị lấy cho. Để chị lấy size luôn cho. Rồi đôi này là size 38 nữa nè mấy chị, size 38, size 38 nha. Size 38 đôi này thanh sale cho mấy chị 45.000 đi.
45.000 mấy chị ơi, 45.000 chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Size 38 45.000 đôi này đẹp nha. 42 43 dép kẹp, 38 45 ok kim tho. À, dép kẹp size 42 43 mình còn không ta? Dép kẹp nam á. 42 43. Rồi đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn 35.000 luôn mấy chị. Mẹ em khen chị Thanh đẹp đấy quá. Ồ chị cảm ơn mẹ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều. Rồi đôi này là size 30, size 30, size 30 mấy đây. Cái này là size 30 đâu rồi? Size 36, size 36 mấy chị ơi. Em chào chị Hà, chào chị yêu. Size 36 đôi này Thanh sale cho mấy chị. Ê trong đó không có gì, để qua một cái thùng giấy rồi. Cái đó là bánh mì không à. Đôi này Thanh sale mấy chị 35.000 luôn mấy chị. Size 36 nè. Đôi này rất là xịn nha mấy chị. Size 35.000 à, Thanh lỗ 45.000 mấy chị. Đôi này là Thanh sale lỗ 45.000 luôn nè. Size 36 35.000. Chị nào lấy chút Thanh luôn 36 35k. Rồi ok tho nè, 36 35k. Dép nam đợi chị xíu nha. Em chào chị Hà, em chào chị nha. Ủa có thấy, con thấy cái đôi này nó nằm ở chỗ nào không? Cái đây nè Thúy Băng ơi, 36 25k. Ai đây 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 đây. Có rồi, ê chết mẹ đôi này. Hả? Có không? Không có thì để ngoài đi, để đẩy vô đây làm chi. Rồi ok, bây giờ Thanh còn size 38 à. Còn size 38 mà hết 36 rồi. Đây Thanh còn size 38 nha. Còn size 38 thôi, hết 36 rồi. Đó, hết 36 rồi. Chị nào lấy chốt Quỳnh Thanh luôn. Được không mấy chị? Đôi này là ừ bà ngoại ơi, không có thời gian. Sáng mới đi gom hàng nữa. Mới gom hàng một xe về cảnh đang soạn nè mẹ. Rồi cái này là size 38 nha, 35.000. Size 38 35 lấy cái đôi này luôn đi cho nó đủ size nè Kim Tho. Lấy đôi này cho nó đủ size nè, size 38 là chị Thanh còn một đôi nữa nè. Đây còn cái đôi này là đôi dép kẹp nam. Rồi 38 35 mấy đôi này bán 35.000 bán lỗ mấy chị. Bán lỗ bốn mấy ngàn đôi luôn á. Mấy chị không mua đi uổng lắm thiệt nha. Đây dép Lào Nam nè. Đây hàng này hàng xịn nha mấy chị, hàng xịn nha. Đây hàng xịn nè mấy chị. Đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn 35.000 luôn. 35.000 đôi này là size. Đôi này size mấy kìa trời. Ủa cái size nó nằm đâu cảnh? Size 40 41 nè. Dép chai qua ngang. Dép chai qua ngang em không biết nó nằm đâu nữa nè. Dép chai qua ngang hả? Để coi. Rồi đôi này là size 40 nha mấy chị. Size 40 nha, size 40 nè. 35k luôn. Đây chị còn mấy đôi nè, lấy hết luôn đi cho rồi. Ba đôi nè. Ê cảnh cảnh con vô kho con lấy dép ra đi. Lấy dép ra đi. Chị còn ba đôi nè, lấy luôn đi. Còn ba đôi này cưng size 39 40 nè, nhiều màu lắm. Còn ba đôi lấy hết luôn đi 35.000. Ok cục vàng. Đó, còn ba đôi lấy hết luôn nè. Có 35.000 đôi thôi. Về dưới like nè. Đây rồi đôi này. Đôi này là size 36 nè Thúy Băng ơi. Đây mấy đôi nè 45.000 nè. 45.000 mấy chị ơi. Mấy đôi trăm mấy không mấy chị. Trăm mấy không giờ bán có 45.000 mấy chị.
Đây mấy chị ôm lô 1.000 đôi, 1-2.000 đôi cũng không có giá này luôn. Đôi này là size 30, size 36 nè. Size 36 mấy chị mua đôn size đi mấy chị. Ví dụ mấy chị mang 35 mấy chị mua 36, mấy chị mang 36 mấy chị lấy 37 đi nha. Em gửi 5 cái quần jean nha. Quần lót nha. Ok cục vàng, ok em. Rồi cái này size 36 nè. Size 36 45.000. Nghe đôi này trăm mấy không á mấy chị? Trăm mấy không á? Đây rồi cái đôi này. Đôi này size mấy đây? Đôi này thanh sale luôn 35.000 đôi quay hậu mấy chị. Đôi này size size nằm đâu trời. Đôi này chắc size cỡ 40 41 á mấy chị. Đôi này thanh sale 35.000 đôi quay hậu nam nè. Đó, đôi quay hậu nam này sale rẻ cho mấy chị luôn 35.000 luôn. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn ha. 35k đôi quay hậu nam 35k. Đôi quay hậu nam nè 35.000. Đây rồi đôi này 49.000 mấy cục vàng thôi, 49.000. Xuất sắc. À 49.000 đôi này size 36 nè. Size 36 49.000 mấy chị nha, chị nào lấy chốt giùm thanh luôn 36 49k. Lên giùm thanh là 36 49k nha. Đôi này đúng đẹp luôn, 7 phân nha mấy chị, 5 phân hay 7 phân gì á. 49.000 size 36. Chị nào lấy dép lấy chốt giùm thanh là 49 36 nha. Size 36 49.000. Rồi 49 36 ok em. Cách nào ôm lô, ôm cái lô dép này. Bây giờ mấy chị mua nha, có mấy chị buổi tối là thanh like là khách đông lắm. Buổi sáng là nhất là hôm nay thanh like mà thanh không có thông báo á mấy chị. Cho nên nó là có nhiều khách không biết. Chứ thanh bán 49.000 là thanh bán nhanh lắm. Rồi đôi này size 38 mấy chị, size 38 49.000 luôn. Đây mấy đôi xuồng này mấy chị. Size 38 thanh sale cho mấy chị 49.000. Chị nào lấy chốt thanh là 38 49k. 38 49k nha, đôi xuồng. Xuồng 38 49.000. Ừ rồi chị biết rồi. Mấy chị chia sẻ like thanh cho mấy chị nha, chia sẻ cho khách biết mấy chị, có nhiều khách không có biết á, thanh hôm nay thanh like thanh không có thông báo á. Cho nên là có nhiều khách không có biết. Ok thể xuyên nè 38 49k nè. Thể xuyên ơi, lên cái số điện thoại lại giùm thanh đi thể xuyên. Lên số điện thoại lại giùm thanh nha. Rồi đôi này là size 37. Size 37 49.000, đẹp chưa mấy chị? Mấy đôi này là một đôi là 200 mấy á mấy chị. Một đôi là mấy chị đi mua là tầm giỏi lắm 150 là rẻ nha. Ta bán rẻ cũng 150. 49.000 chị nào lấy chốt âm thanh luôn, size 37 49k. Rồi ok kim thoa nè, 37 49k. Rồi cảm ơn thể xuyên nè. Phía sau là thể xuyên là khách quen, nhưng mà có cái là thanh xin số điện thoại để cho nhân viên thanh nó nhập lên hệ thống á. Nó nhập lên trên hệ thống, mai mốt mình mua đồ là nó lưu mình, nó chậm luôn. Rồi đôi này sale cho mấy chị luôn. Đôi này sale cho mấy chị size 39 là 45.000. Đôi này đè mấy chị, mấy cái đôi dép khác nó đè lên cái đôi này cho nên nó hơi cấn xíu. Rồi đôi này sale cho mấy chị luôn ha. Sale cho mấy chị đôi này 45.000, size 39 nha. Ở mấy cái size lớn này là hiếm lắm mấy chị. Size lớn nên bán nhanh lắm. Đó, cục vàng nào lấy chốt cùng thanh luôn.
đâu rồi, mới cầm cái đôi 3749 nè, đâu mất tiêu rồi. Chào cái gì xanh dao nha. Rồi cái đôi này size 38 mấy chị. Size 38 nha. Ui là mèn nó đẹp mấy chị ơi, 49.000. À 49.000 size 38, bán hết rồi lại uổng. Bán hết rồi lại uổng, nhưng mà bây giờ mấy chị biết chật quá mấy chị ơi, quá trời chật rồi. Cái này là size 38 49.000 chị Tâm ơi, mấy đôi này đẹp đó chị. Mấy đôi này đẹp quá chị Tâm không lấy chị. Cái này em còn có một đôi một hay gì nè. 3849k. 3849k chị nào lấy chỗ Hồng Thanh luôn ha, 3849 đẹp quá, đúng còn đúng đôi luôn. Rồi cái này size 36 nè. Size 36 đôi này sale cho mấy chị 35.000. Còn bộ thể thao, còn nha Trang Nguyễn ơi, còn nha cục vàng. Rồi đôi này sale 35.000 mấy chị mang cái đôi dép này nè, đôi này mấy chị biết không, mang nó rất là đẹp. Nó không có bị hôi chân mấy chị nha. Đôi này size 36 nè. 36 35.000. Đôi này bán lỗ cho mấy chị luôn. Ok Thảo Thanh nè. À, dồn đơn cho em. Ok Thảo Thanh nè. 36 35 ca. Thôi đôi này Thanh bán 39.000 luôn đi mấy chị. Đây đôi này size 39 nè. Size 39 nha, size 39 đôi này Thanh sale cho mấy chị 39.000 luôn đi mấy chị nha. Bán rẻ cho mấy chị luôn, đôi này 39.000 luôn, size 39 nè. Chị nào lấy chốt Hồng Thanh luôn. Rồi đôi này size 35. Nha, size 35. Đôi này sale luôn 39.000 mấy chị. Size 35 39.000. Chị nào lấy chốt Hồng Thanh luôn, size 35 39k. Chồng lên luôn đi. Đây size 35 39.000, chị nào lấy chốt Hồng Thanh luôn. Size 35 nha mấy chị, size 35 39.000. Đây chắc lên tới bản họng luôn rồi mấy chị. Rồi 35 39 ok Kim Tho nè. Sáng nay chắc Thanh sale hết cái mớ dép này nha mấy chị. Sáng nay là chơi cỏ nào cũng chơi hết cái mớ dép này luôn. Hả? Áo sơ mi hả? Vô đi chừa lại một bọc thôi. Rồi 39.000 mấy chị, 39.000 size 36 luôn nè. À dép 39 size 39. Đâu rồi? 39 size 39. Đây 39 size 39 nè. Xanh dao nè, ok xanh dao nè. Rồi đôi này là size 36 nha, size 36 39.000 luôn mấy chị. Size 36 39.000, chị nào lấy chốt Hồng Thanh luôn, 36 39k. 36 35 là đôi nào? 36 35 là đôi nào ta? Đôi nào chị quên mất mẹ rồi. Rồi, 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 đôi này là size 38 mấy chị. Ủa, nó còn đôi nữa. Đây, đôi này Thanh còn size 38 nữa nè. Size 38 49.000 nha mấy chị. Đây, 49.000 size 38 mấy chị nhìn nè. Đó, đá xoàn rất là đẹp luôn. 39k hả? Là đôi nào ta? À, đôi này 39k chị biết rồi. Hàng kia con nói 36k chị không biết đôi nào luôn. Rồi đôi này size 38, 49.000 nha mấy chị. Đó, 49.000 size 38. Mấy chị biết không, cái này mà Thanh có thời gian á mấy chị. Ủa Thanh đổ ra trước nha, Thanh bán là bán đắt lắm mấy chị ơi, nhưng mà có cái không có người làm. Không có người làm mấy chị. Rồi size 38, 39.000 Thanh còn 2, 49.000 Thanh còn 2 đôi. Còn 2 đôi nha mấy chị.
Rồi đôi này mấy chị coi cái đế nó xịn nè. Đó, đôi này thanh sale luôn 39.000 luôn mấy chị. Đó, đế xịn chưa? Đôi này là size 35. Size 35 nha. Size 35 39 39.000 luôn. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn, cái đôi này đúng đẹp mấy chị. Đúng đẹp luôn, size 35. 39.000. Rồi đôi này là size mấy đây? Bụi dơ nè mấy chị. Size 37. 35 39 ok kim thoa. Đây đôi này size 37 nha, size 37 39.000 luôn. Rồi size 37 39.000 mấy chị. Đây size 37 39k. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn, 37 39k mấy chị. Đây mấy đôi này đẹp quá trời luôn, đôi beo nè. Đó, đôi beo size 35 nè, 39.000 luôn. 39.000 size 35, chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Đôi búp bê beo. Size 35. 39.000 luôn. Ủa đâu mất tiêu rồi ta, cái gì hồi nãy size 30 size 35 nè, hồi nãy ai lấy quên mất tiêu rồi trời. Thúy Băng ơi, cái đôi này size 36 nè Thúy Băng ơi, đôi này size 36 35.000 nè, Thanh còn một đôi nè, nãy Thúy Băng lấy nè. Phải không ta? Đôi này size 35 nè, 35.000. Đó, đôi này size 35 35.000, chị nào lấy chút ông Thanh luôn, nãy như Thúy Băng lấy đôi này với ông Thanh quên mất tiêu rồi. Rồi, chị lấy cho Cưng là size 30, size 36 35.000 nha. Còn một đôi á, đây còn nữa nè. Còn nữa nè, đôi này là size 30. Size 36 nữa nè mấy chị, size 36 nha. Size 36 35.000, Thanh còn một đôi nữa nè. Nha, Thanh còn một đôi nữa nè, 36 35k, chị nào lấy chốt Thanh luôn. Đây đôi này quá đẹp luôn nè. Đôi này size 37. Size 37 nha, đôi này sale 39.000. 39.000 size 37, chị nào lấy chốt Thanh luôn. 37 size 37 nha. 37 39k. Mấy chị chia sẻ like em Thanh mấy chị ơi. Rồi đôi này size 35 sale luôn 35.000 luôn, đôi này nó mềm nha mấy chị. Cái quai nó rất là mềm luôn. Rồi 37 39 ok kim thoa. Đôi này là size 35 35.000 luôn. Rồi đôi này size 35 35.000 luôn mấy chị. Ở mấy đôi này mấy chị biết đôi dép mũ không, bây giờ người ta nó 40-50.000 rồi, 60-70.000 rồi. Mà mấy đôi dép da vậy mà thanh sale mấy chị 39.000 35.000 37.000 49.000 là quá trời bèo luôn mấy chị. Đôi này size 35 35.000 luôn. Bán rẻ cho mấy chị luôn. Hello Trần Anh, hello Cục Vàng. Hello em. Rồi đôi này, đôi này size 36 nè. Size 36 đôi này sale luôn mấy chị, 45.000 thôi. 45.000 đôi này dễ thương quá nè. 45.000 nha, size 36, chị nào lấy chốt âm thanh luôn, size 36 45.000. 36 45 qua. Cái này Thanh có size lớn nữa nè. Đây Thanh có size S, có size nhỏ hơn nữa nè, size 35 36. Đây cái này là size 35 nè. Đó size 35, đôi đó là size 36. Còn hai đôi nha, 35 36 nha mấy chị. Thôi đôi này bán 39.000 luôn đi. Còn hai đôi lấy hết hai đôi đi, chị Thanh bán 39.000 luôn hả? 35 36 còn hai đôi. Size 35 với size 36 nha. Còn hai đôi Thanh bán rẻ luôn. 39.000 luôn. Rồi đôi này là 49.000 mấy chị. 49.000 nha, 49.000, đẹp quá mấy chị ơi. Ồ mấy đôi này nó xuất sắc luôn ha. 49.000 chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Size 37 49.000. 37 49k.
Rồi ok Kim Tho. Hai đôi luôn. Rồi 3749 ok em luôn. Khách tao mất tiêu hết trơn trời. Mấy chị ơi, mấy chị rẻ quá trời. Mấy chị sao mấy chị không mua nhiều nhiều chị. Rồi cái này là size 39 nè mấy chị. Size 39 nha. Size 39, chị nào lấy chốt Thanh size 39 đôi này, Thanh sale 39 39 ngàn luôn. 39 39 ngàn. Thì phải rồi cưng, 4 triệu 3, 4 triệu tư mấy mà chị cộng nhầm thì chị sửa lại còn 4 triệu 301, đúng không? Rồi cộng 200 ngàn tiền ship là 4 triệu rưỡi. Chị trừ ra 100 ngàn, ê 1 triệu tiền cọc là còn 3 triệu rưỡi. 100 rưỡi tiền ship là cái cục bự, 50 ngàn là cái cục nhỏ. Cưng coi lại tin nhắn của chị coi. Rồi không cưng, khoan cái chút nữa đi, chị đang like nha, có gì chị xuống like rồi chị coi lại nha. Rồi đôi này là size 39 nha, size 39. Chị nào lấy thanh sale đôi này 39 ngàn luôn. Dép nam hả? Dép nam chị, để chị coi nha, để chị coi dép nam đó. Rồi đôi này là size 35, size 35. Đó, đôi này thanh sale cho mấy chị 39 ngàn luôn mấy chị. 39 ngàn size 35. Trời ơi mấy đôi này nó đẹp quá mấy chị ơi. Quá trời đẹp luôn nè. Đó, size 35. Size 35 nha, size 35, 39 ngàn. Rồi đôi này 49 ngàn size 37. Đôi này là đôi màu ruốc mấy chị. Size 37 49 ngàn, chị nào lấy chút mình thanh luôn. À, mấy đôi này là hàng trăm rưỡi không mấy chị. 150 là giá sỉ đó mấy chị. 37-49 ngàn, chị nào lấy chút em Thanh luôn. 37-49 nha. Rồi đôi này là size 37 nữa. Size 37 nữa, cái này là cao 7 phân nha mấy chị. Cao 7 phân nha, size 37 thanh sale cho mấy chị 49 ngàn luôn. 49 ngàn size 37. Rồi 37 49 ngàn. Chị nào lấy chốt tình thanh luôn. Rồi Bích Thủy Trần nè, 37-49 nè. Cái đôi này Thanh có 38-39 nữa nha mấy chị. Có 38-39 nữa nha. Cái đôi 49 ngàn này Thanh có size 38-39 nữa. Chị nào lấy thì chốt tình Thanh luôn ha. Đây đôi này quá đẹp luôn, đỉnh luôn. Đôi này là, ủa đôi này nó bị rớt cái đế ra. Đôi này nó bị xúc cái đế ra mấy chị ơi, xúc cái đế ra rồi. 39-49 ok Như Quỳnh nè. Như Quỳnh là như bữa hổm gọi không được phải không ta. 39-49, 37 màu trước. 37 là cái đôi đây nè. 37 là đôi này nè. Màu đỏ trước, đúng rồi, Thanh lấy đôi màu đỏ trước á. Rồi Thanh có size 38 đây nè nha. 38 nữa nha mấy chị, Thanh có size 38 nữa nha, 37 38 mấy chị. Màu trước hả? Màu trước là màu này hay là màu kia? Đây cái màu này phải không Bích Thủy Trần ơi. Màu ruốc phải không? Đây cái này là màu ruốc nha, còn nãy là màu đô.
Em mới vừa nhận hàng nè. Ồ, chị cảm ơn em. Vừa ý không? 37 màu ruốc hay là 37 màu đô vậy Bích Thủy Trần ơi? Màu ruốc rồi, ok. Đâu rồi? Đảnh đảnh chạy vô lấy Bích Thủy Trần đổi cái đôi này làm gì coi. Có đôi này nè, đôi ờ đổi đổi. Rồi để chị anh đổi cho. Rồi màu ruốc nè. Đây đôi này size 36 49.000. Đôi xuồng đẹp mà rẻ. Rồi chị cảm ơn em. Rồi đôi xuồng nha, đôi này là size 36 49.000 mấy chị. À đôi 36 49.000, chị nào lấy chút Bình Thanh luôn. Size 36 màu đen nè. 36 49.000, chị nào lấy chút Bình Thanh luôn. 36 49 nha. Đôi dép xuồng 36 49.000. Rồi ok, ngân kim 36 49 nè. Ủa ngân kim nào ta? Ngân kim cũng lên thương thoại để cho chị kêu cảnh nó nhập lên nha Ngân. Ngân hai ba ngân chị không biết ngân nào luôn. Rồi thêm một đôi này nữa, size 36 49.000 luôn. À, thêm một đôi xuồng nữa nè, cái quay nó khác cái đôi nãy nha. Cái này là quay nó quay chéo chéo nè. À, đôi này cũng 36 49 luôn mấy chị. 36 49 luôn ha, mã số 2 nha. Mã số 2 mấy chị lên Thanh là mã số 2 đi, mã số 2 49k đi mấy chị. À, ngân kim ghé lấy. Đâu rồi? Cảnh ơi. Cái ngân kim mới cảnh. Thấy không? Có ngân nhóc ngân kim luôn. Ngân kim le ghé lấy, nhập cái ngân kim ghé lấy làm gì cái này. Ngân kim ghé lấy rồi ngân kim An Giang, rồi ngân kim Sóc Trăng gì tùm lum á. Rồi đôi này là size 37 mấy chị. Ôi là mèn, cái đôi này nó đẹp quá mấy chị. Đúng sang luôn. Có dép quay kẹp không chị? Dép quay kẹp hả? Có nha. Nhưng mà chút đi chị Thanh, like từ từ xuống đi cưng. Rồi đôi này size 37 49.000 mấy chị. 49.000, chị nào lấy chút Bình Thanh luôn. 37, size 37 49.000. Chốt Bình Thanh là 37 49 nha mấy chị. Rồi 37 49 ok em. Ủa mấy đôi này quá trời quá xá rồi. Quá trời quá xá mấy đôi này nó đẹp rồi. Rồi 37 49 ok em. Ủa đâu mà 37 49 chị hết cái đôi đó hết rồi. 37 49 hết rồi nha. Ơi Cảnh ơi, vô kho thấy cái đôi này lấy ra cái gì đây? Nhà vô kho thấy đôi này lấy ra. Có số lớn, có xuồng 38 không hả? Đây cái này 30. Đây 39 nè. 38 nè. 38 nè, đôi xuồng này size 38 nè, 49.000. Nha, 49.000 đôi xuồng này size 38 nè. À Bình Trần ơi, 38 nè, 49.000. Đó con lấy thì ok em chị. Rồi cái này là size 39 nè. Size 39 nha, size 39. Size 39 nha, size 39 là 49.000. Cái đôi 37 49.000 đợi Thanh Thanh lấy cho nha. Ở đôi này size 39 nè. 49.000. Rồi cái đôi kia là size 38. Đôi này size mấy nè? Size 37 nữa nè. Ở đôi này size 37 nha, size 37 49.000 mấy chị. 49.000 size 37. Rồi Thanh có size 37, 38, 39. Chị nào lấy chốt Bình Thanh luôn, 37, 38, 39 nha. Rồi ok Như Quỳnh nè, 39 nè. Size 39, 49k nè. Rồi là Thanh còn size 37, 38 nha mấy chị. Còn 37, 38 nha, 49.000 đôi xuồng. Bình Trần có lấy size 38 không cục vàng ơi.
Máy bữa nay nó nhảy chậm quá mấy chị. Máy nó nhảy chậm quá. Đây xem đấy. Size 37. Rồi vậy là con 37. 37 38 mấy chị. Còn 37 38 nha, còn 37 38 49.000 đôi xuồng á. Đây rồi, mấy đôi này đẹp quá mấy chị ơi. Quá trời đẹp rồi. Đôi này là size 39 nè. Size 39 thanh sale cho mấy chị luôn. Đôi này 59.000. 59.000. 59.000 nha mấy chị. Size 39, chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Size 39 59.000. Trời ơi, đẹp, đôi này đẹp quá. Đó, size 39 nè. Quá trời đẹp luôn, 59.000. À, em lấy 37, xả 36 dùm em. 39, 59 ok như Quỳnh. Giờ chị quăng ra rồi. Chị quăng ra rồi giờ lấy lại hơi bị khó. Ở cái đôi này quá đẹp mấy chị ơi. 100 mấy giờ thanh sale cho mấy chị có 59.000 thôi. Có 59.000 thôi nha. Lên giá tiền giùm chị luôn đi Quỳnh Tiên ơi. Nha, lên cái giá tiền giùm chị Thanh luôn nha. 39, 59.000 mấy chị. Để Thanh khỏi ghi. Rồi lên giùm Thanh là 39, size 39, 59.000. Để Thanh coi còn đôi nào không. Hết rồi, còn size 37 thôi. Hết 39 rồi nha, còn 37 nè. Còn size 37 nha, hết 39 rồi mấy chị. Hết 39 rồi nha, còn 37 mấy chị. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn. 59.000, size 37, quá đẹp luôn. Size 37, 59.000. Nơ 59, còn 36. Ê Phạm Thảo ơi, cái này 37 là chưng 36, 37 mang vừa nè. Phạm Thảo lấy không? Cái này 36, 37 là mang vừa nè cưng, đôn size đó. Lấy thì ok mà chị đi. Rồi đôi này. Đôi này Thanh còn có đôi size 35. Rồi ok em. Rồi đôi này size 35 thanh sale luôn 39.000 luôn mấy chị. Đôi này thanh sale rẻ còn một đôi nè. Đó, còn một đôi Thanh bán rẻ 39.000 luôn size 35. Chị nào lấy chốt em Thanh luôn ha. Đôi này rất là dễ thương mấy chị. Nha, size 35. Size 35 thanh sale cho mấy chị 39.000. Chị nào lấy chốt em Thanh luôn. Ê đây còn đôi nữa nè. Còn đôi nữa nè mấy chị ơi. Rồi size 39 mấy chị. Đây size 39 đôi này 49.000 nha mấy chị. 49.000 size 39. Đẹp chưa mấy chị thấy không? Đẹp chưa? Xuất sắc chưa? Size 39 49.000. Chị nào lấy chốt Thanh luôn 39 49k. Ủa có không? Mấy đôi dép đó còn lấy có không? Rồi 39, 49k ok pha lê chằn. Đôi này đúng đẹp luôn. Rồi đôi này là size 35. Đôi này size 35 sale 39.000 luôn mấy chị. 39.000 size 35, chị nào lấy chốt mình Thanh luôn ha. Size 39. Đó, size 39 35.000. Ê ba, size 35 39.000 chứ lộn. Lộn Thanh nói lộn.
Size 35, 39 ngàn. Nói lộn. Rồi đôi này size 37. Size 37 nha, size 37. Đôi này thanh sale cho mấy chị 49 ngàn luôn. Đôi hoa cúc nè, size 37. Quá đẹp luôn. À, đôi này size 37 49 ngàn mấy chị. 49 ngàn nha, 49 ngàn size 37. Chị nào lấy chốt Bình Thanh luôn 37 49 rồi ok Kim Thoa. Bán dép một lần là tay chân gì nó gãy móng tay móng chân hết trơn hả mấy chị. Rồi đôi này là size 35. Sale luôn đôi này 35 ngàn luôn. Đây size 35 nha. Size 35 35 ngàn luôn. Size 35 35 ngàn. Ở chị nào lấy chốt Bình Thanh luôn 35 35k. Rồi đôi này là size 39. Size 39 thanh sale luôn 39 ngàn luôn mấy chị. 39 39k. Nè, à, đúng đẹp luôn. Size 39 sale luôn 39 ngàn luôn. Rồi chị nào lấy chốt Bình Thanh luôn. Rồi 39 39 ok Quỳnh Như. Rồi Thanh còn size 38 nha. Rồi 39 là ok thò nữa nè. Rồi Thanh còn size 38 nha. 39 hết rồi, 39 hết rồi à. Ngọc Lê ơi, còn 38. Còn 38 nha, còn 38 nha Ngọc Lê. Đây Thanh còn một đôi size 38 hết 39 rồi nha. Đây còn 38 nha mấy chị. Còn 38, 39 ngàn. Còn một đôi size 38. Rồi ok lấy đôi 38 luôn nè. Kim Tho luôn nè, hết rồi. Luôn rồi Ngọc Lê ơi. Rồi đôi này màu đen size 36. Ôi là trời đôi này đẹp quá trời luôn nè. Cái gì à? À Bình Trần đâu mất tiêu rồi trời. Bình Trần ơi. Đây đôi này size 36. Chị vừa nhận hàng nhận đồ. Dạ em cảm ơn chị Trinh nè. Đôi này size 36 mấy chị. 49 ngàn. Đó, đẹp chưa mấy chị? Size 36 49. 36 49. Chị nào lấy chốt Bình Thanh luôn 36 49 ngàn. Đôi này đẹp quá trời. 36 49k. Đẹp lắm dạ. Dạ, cục vàng của em. Rồi đôi này sale luôn mấy chị. Đôi này size 36 luôn. Size 36 đôi này thanh sale cho mấy chị 35. 35 ngàn, 35 ngàn đôi sụt mấy chị. À, đôi này sale cho mấy chị 35 ngàn luôn. Sụt đen 35k. Lên giùm Thanh là mã sụt đen 35k mấy chị. Sụt đen 35k. Rồi đôi này size 36 luôn. Rồi Thúy Băng nè. Sụt đen 36, 35k. Rồi đôi này size 36 luôn, 39 ngàn. Đôi này 39 ngàn nha, 39 ngàn size 36. Cái đôi này đúng đẹp mấy chị. Cái đôi này đúng đẹp luôn. Rồi 36, 39 ngàn. Ê, cái này nãy còn một đôi nữa nè. Đôi này là size 35 nữa nè. Size 35 đôi này 39 ngàn. À, đôi này size 35 nè, 39 ngàn. Đôi này dễ thương quá mấy chị ơi. Đôi này mang vô chân nhìn nó sang dữ lắm luôn. Nè thấy chưa. Đó à, size 35. Size 35 39 ngàn.
Rồi đôi này là size 37. Size 37 49.000. Đây size 37 49.000 mấy chị. Đôi này đẹp quá trời luôn nè. Đó, quá trời đẹp luôn. Đúng đẹp luôn, xuất sắc luôn. Size 37 49.000. 37 49, chị nào lấy chốt nên là 37 49. Rồi đôi này là size 36, 36 49.000 luôn. Ai mấy đôi này nó đẹp mấy chị, tại cái điện thoại thanh nó đó, đẹp chưa? 30 size 36. 36 49.000 luôn. 36 49 thanh còn 2 đôi. Rồi đôi này size 35. Size 35 nha, size 35 đôi này thanh sale 39.000 luôn mấy chị. Size 35 39k. Ôi mấy chị biết sao mấy cái này á, thanh còn size nhỏ thanh sale rẻ, sale lỗ luôn á. Chừng nào mấy chị nào mà nhỏ mang mấy đôi này, mua mấy đôi này là ngon luôn, ngon lành luôn. Rồi đôi này là đôi LV size 36. Ôi đôi này đúng chất luôn nè mấy chị. Đó, đôi này thanh sale cho mấy chị luôn 39.000. 39.000 nha, 39.000 đôi này là đôi LV đi. LV size 36. Đôi này đẹp quá trời mấy chị. Nha, đúng chất luôn. Sale cho mấy chị luôn 39.000 đôi đó luôn. Dép mấy chị mua ít quá vậy ta. Rồi đôi này size 37, đôi con bò. Đôi bò size 37 sale 39.000 luôn. 39.000 nha, size 37. Bò 37 39.000. Mấy chị đâu mất tiêu hết trơn rồi trời, mấy chị im re hết trơn vậy. Rồi đôi này là size 35. Đó, đôi này size 35 sale cho mấy chị luôn. 39.000 size 35 mấy chị. Size 35 39.000. Tên dép nam hả? Dép nam chỉ còn dép kẹp với dép mũ à. Rồi cái này xe 38 nè, 49.000 mấy chị. 38 49.000 nha, xe 38 49.000. Rồi bây giờ thanh sẽ lên quần áo luôn. Ôi gì đợi chị sắp cái này vô cái sắp cho nó ngay ngắn lại cái. Lấy mấy cây dép đu hoa của con Nam lại cho gì á. Đen á. Rồi đợi đi để chị lên nha. Cho nó gọn lấy để vô nó chặt cái chỗ này không có ngồi được.
trong cái thùng đó chứ đâu. Ủa Phúc ơi, Phúc, mấy cái đôi màu đen đu qua dép mũ nam đâu rồi? Mấy cái đôi màu đen đu qua dép mũ nam á. Rồi bây giờ Thanh sẽ đâu rồi? Đây có mấy cái áo khoác này lẻ lẻ nè, 49.000 mấy chị. Đây cái áo khoác này là 50. Cái này nó có lẻ lẻ mấy cái Thanh sale cho mấy chị nè. Cái này là 55kg đổ lại nha, 55kg đổ lại Thanh sale. Cái này 49.000 thôi, 49.000. Chị nào lấy chốt Thanh là áo khoác 49k mấy chị. Áo khoác 49.000 nha, 49.000, 55kg. Rồi cục vàng nào lấy chút anh Thanh luôn. Có mấy cái lẻ lẻ đây để Thanh xeo mấy cái áo khoác đây cái nè. Nè mấy cái này khách lấy ra coi á, coi mẫu á, Thanh chào mẫu cho khách á. Rồi màu riêu nè. Đó đẹp chưa, 50-55kg á nha. Áo khoác màu riêu 49.000. Rồi cái màu vàng này có nón nha mấy chị. Cái này kaki nha, kaki với dù. Kaki, cái này là kaki nha, kaki nha Nguyệt, cái gì Nguyệt Rosy ơi. Cái này là kaki. Rồi cái màu vàng này Thanh sale 59.000 mấy chị. Nha, cái màu vàng này 59.000. Màu vàng này là một cái 180 nè. Cái màu vàng này 180, Thanh sale 59.000 luôn. Đây cái màu vàng này là 57kg nha, 57kg á, 55-57kg đổ lại, 40kg trở lên. Cái này Thanh sale 59.000 nha, cái này đúng đẹp luôn. Ủa cái này nó bị dính dơ xíu mấy chị à, thôi bán cho mấy chị 45.000 luôn đi. 45.000 nha, dính dơ xíu nè, dính dơ xíu thôi về giặt đi. Rồi 45.000 luôn, cái này sale 45.000 luôn mấy chị. Nó bị dơ xíu. Đây còn hai cái nè. Áo khoác 67kg là chỉ có loại 85.000 một cái à. 67kg mà chị còn áo khoác, áo khoác trung niên á, còn áo khoác trẻ trẻ là hết rồi. Thôi mấy đôi dép này là 45.000 nè cưng. Đây có đôi giày nè, giày bằng mũ nè. Ở đôi này Thanh sale 45.000 luôn. 45.000 nha, Thanh còn hai đôi nè mấy chị, sale cho mấy chị 45.000 luôn. Hai đôi còn size 39 với 40. Đôi giày mũ này Thanh còn hai đôi nha, 39 với 40 nha mấy chị. Đẹp chưa? Nó bằng mũ nhưng mà nhìn nó đẹp, nó sợ chưa? Đó, 45.000 còn hai đôi. Size 39 với 40. Rồi còn cái này là dép nè cưng. Rồi ok em. Phúc ơi mấy cái đôi dép đẹp nam á, đưa cho gì hết luôn đi con. Chưa nha sao ơi, chưa nha cưng.
Đây còn cái này là dép nè. Có áo khoác nam không hả? Có nha Xuân Văn ơi. Rồi đôi này size 40 nè. Cái này là hàng đu qua nha, 45 ngàn. 45 ngàn nè cưng. Đây hàng là hàng của đu qua nha, hàng đu qua, hàng mũ, mũ đẹp á. Rồi thanh sale luôn, đôi này 45 ngàn luôn, size 40 nè. 40-45k. Mấy đôi này là người ta bán 7-80 ngàn một đôi á. Có sao Un ơi, tối có like nha. Tối chị có like nha. Rồi chị có size 30, size 39 nữa nè cưng, 39 nè. Rồi size 43 nữa nè, size 43 nè. Hồ Ngân ơi có, 42 có nha. Đây size 39 nè, rồi size 43. 40 nam 39 45k. Ok Trần Anh nè. Cái gì vậy? Khoan nói Phúc, khoan nói thằng ấy, khoan. Có cục nào khui xem hàng không vậy? Có cục nào khui xem hàng không? Con coi chứ con hỏi nó cái gì, nó biết gì đâu mà nó nói trời. Kiểm luôn đi, khui ra kiểm đi, kiểm nó cho con gì đứng đó kiểm đi. 39 nam đi chị lấy cho cưng rồi. Con phải coi trong sổ nữa là cái đó là có cái gì cái gì. Rồi Trần Thúy nè, 43-45k nè. Cuốn sổ đây nè con. Ủa đâu rồi? Đây nè, đây nè. Coi ngày ở trên cái cục đồ đó đó. Điền cảnh cậy ra cái đi. Bốn mươi hai để chị coi có 42 không đó nè. Có 41 nè. 43. 40. 41, 40. Có 43 nha, 42 hình như hết rồi. Rồi 42 chị hết rồi, chị còn 43 cưng ơi. Còn 43 thôi. Hết 40, hết 40, 43 rồi. Ê hết 42 còn 43. Alo. À. Sao vậy? Lý do sao vậy em, hỏi giùm chị em. Rồi cưng đợi chị đi, chị đang like chút nữa chị xử lý nó cái rồi chị đi like nha. Rồi. Rồi ok 41 là Quỳnh Như nè. Rồi Thanh còn 39 nha mấy chị. Còn size 39 là 45 ngàn. Rồi size 43 nè. Size 43. Size 43 45 ngàn nè. Rồi 40. Thanh còn 39, 40, 43 nha mấy chị. 41. Còn một đôi 41 nữa nha. Còn một đôi 41 nữa nè. Đó, 40, 39, 40, 41, 43. 42 là hết rồi. Rồi đôi này thanh sale cho mấy chị luôn.
À, đôi này sale 45.000 luôn nè. Trời ơi nó đẹp nha, sale 43 nè. 43 45.000 mấy chị, đôi này là 75.000 đó mấy chị, sale cho mấy chị có 45.000 thôi. Rồi chị nào lấy chốt âm thanh luôn, 43 45k. 43 45.000. Rồi đang có 40 nữa nè. 40 43 39 39 40 43. 43 45k ok như Quỳnh nè. Rồi thanh còn 40 nha. 40 với 39 nha. Rồi 39 45 ok thôi. Có 40 lấy luôn đi, 40 45 ok anh Hoa. Đủ anh con. Rồi lấy cái này dùm gì đi ở ngoài nè còn à. Rồi đánh bom luôn đi. Size 39. Lấy cái mẫu này ngoài sọ còn lấy cho gì đi. Anh Hoa lại nè. Dép quăng đâu mất mẹ nữa rồi. Rồi 39 là kim thoa nữa nè. Còn không mấy có còn mấy đôi gờ gờ ở ngoài không? Ờ lấy cái gì đi. Lấy mấy đôi dép nam đưa ra cái gì đi. Rồi chị nào hồi nãy chốt chưa kịp bây giờ chốt lại nha. Rồi 40 35k luôn, ế 45k luôn nè, kim tho luôn nè. Rồi chị nào hồi nãy thanh chưa chốt bây giờ chốt lại nha. Rồi thanh còn 39 nè mấy chị. 39 nè. 45.000. Rồi size 43 nè. Không còn 39 43. 42 nữa nè, chị nào nãy kiếm 42 có 42 nè. Rồi 41 39 40 41 42. 39 40 41 42 chị nào lấy chốt tình thanh luôn ha. 45.000. Hãy đại vô đây cho gì đi. Rồi 42 45k lên giá tiền giùm chị luôn đi cưng. Lên giá tiền giùm chị luôn để chị đi chị hả? Rồi 39 45 nè. À Nguyễn Linh nè. Linh ơi con cho chị số điện thoại nha Linh. Linh cho chị Thanh số điện thoại giùm với. Rồi Thanh còn 42. 42 43. Đây đang còn 42 43 nha mấy chị. Rồi 42 đúng rồi, 42 nữa nè. Nữa nè. Đó, có 45.000 một đôi thôi. Rồi, chị cảm ơn Linh tại vì cái số điện thoại của Linh chị chưa có nhập lên trên hệ thống á cho nên là chị sợ lộn. Rồi Thanh còn size 41 đó mấy chị, mấy chị. Đó Thanh sale có 45.000 một đôi thôi. Nè mấy chị thấy đẹp không? Đó 75.000 giờ Thanh sale cho mấy chị có 45.000 thôi. 41 42 43 luôn mấy chị. Nha, còn 41 42 43 luôn, chị nào hồi nãy chưa chốt thì giờ chốt nha. Rồi đôi này còn có một đôi thôi nè mấy chị. Đôi này Thanh còn có một đôi thôi. Đôi này là size
size 41 nè. Size 41 đôi này Thanh cũng sale cho mấy chị 45.000 luôn. Đây cái này là hàng đúc nha mấy chị, hàng đúc luôn nè. Đó, 45.000 luôn, 41 size này Thanh còn có một đôi. Rồi size 40 nha, mũ đúc luôn. Rồi 41 45 ok thò. Còn một đôi size 40 nữa cũng lấy luôn không? Đây còn một đôi 40 nè, hết 41 rồi. Phúc ơi. Phúc à. Đây chị Thanh còn 40 nha, 41 chị Thanh hết rồi. 41 chị Thanh hết rồi. Ồ cái đôi này đẹp quá mấy chị ơi, đôi này Thanh bán 45.000, Thanh bán lỗ luôn nè. Rồi ok em 40 45k nè. Buổi sáng đó, Thanh bận lắm mấy chị, quá trời việc luôn, mà có hai thằng lính thôi, lính láp thì nghỉ hết trơn à. Nó làm cực quá nó nghỉ hết rồi, giờ ra làm như trâu chó vậy á. Rồi đôi này cũng 45.000 luôn. Ôi ôi nó đẹp mấy chị ơi, đôi này là nó, đôi này là size mấy đây trời. Để coi. Đôi này đẹp lắm mấy chị, đôi này mấy chị không mua uổng lắm nha. Đó, đôi này đúng đẹp luôn. Đây, đôi này Thanh còn một đôi duy nhất size 39 nè. Còn duy nhất một đôi size 39. Đôi này 49.000, hàng này là hàng đúc liền nha mấy chị, đúc liền nha. Đó, hàng đúc liền luôn nè. 49.000 đôi này size 39 đúng đẹp luôn. Đôi này Thanh bán 120 nè mấy chị. Đó, đôi này 120 Thanh sale cho mấy chị 49.000 thôi. Chị nào lấy chốt Thanh là 39k. Đôi này Thanh còn có một đôi một thôi mấy chị. Sale cho mấy chị luôn ha, đôi này 39k còn đúng một đôi. À, 45k size 40 Trần Thúy. Size 40. Để coi. Đâu rồi size 40 đâu. 41. 42. 45k size 40 Thanh hết rồi Trần Thúy ơi. Ủa là đôi này phải không? Còn chỗ không? Còn có nhiêu đây á hả? Mấy cục? Lấy mấy cái dép nam vô làm gì đi, gì sale cái đi. 40 45 là đôi nào Trần Thúy ơi? Lộn cái đôi này 40 nha. Dép chị đang cầm. À dép chị đang cầm. Đôi này rồi thôi lỡ rồi, lỡ bán 45.000 luôn. Ngoài gỗ coi còn gì đưa vô hết đi, gì sale luôn. Rồi ok anh Hoa nè, trắng 45 nè. Trắng 39 Phạm Nương nè, ok Phạm Nương nè. Hả? Để đó từ từ đi con ơi. Rồi ok Phạm Nương nè, 39 45. Thôi vậy vô luôn đi. Rồi con hốt mấy cái Việt Nam vô đây hết cái gì luôn. Đây còn đôi này Thanh bán rẻ luôn, 49.000 luôn nè. 49.000 luôn, đôi này là size 43 mấy chị. 42 43 mang vừa. Đó, đôi này Thanh sale cho mấy chị 49.000 luôn. Trời ơi đôi này 120 mấy chị. Nha, Thanh sale cho mấy chị 49.000 luôn. Chị nào lấy chốt cầm Thanh luôn ha. 42 43 mang được nha, 49.000. 49.000 nha, chị nào lấy chốt cầm Thanh luôn. Lấy cái dép đẹp còn nữa đưa ra luôn. Con hãy xác vô đây nè. Con lùa đơn xích ra đó làm gì để nó lộn. Rồi đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn nè, 49.000 nha. Đôi này đúng đẹp luôn á mấy chị, 49.000. Chị nào lấy chốt âm Thanh luôn. 42, 43 Thanh còn một đôi nha, 49.000. Rồi đôi này dép kẹp nè, size 39 mấy chị.
39-40 nha. Đôi này là 39-40 mang vừa, đôi này thanh sale 35.000. Rồi kẹp nam 35.000 mấy chị. 35.000 kẹp nam, chị nào lấy chốt thanh luôn 35.000. 39-40. Cái đó kim thoa đó này nè, kim thoa đó. Kim thoa, cái này của kim thoa. Rồi chị nào lấy chốt thanh nha, đôi kẹp. Đôi này size 39-40 mang vừa nha. Xây cho mấy chị 35.000 đôi đó, 35.000 luôn. Ủa cái đôi này nãy con thảy vô mà đâu hết một chiếc rồi trời. Cái này nè. Đâu rồi trời. Có một chiếc một à. Ờ đây nè. Đây đôi này là size 40 mấy chị, thanh còn một đôi nè. Còn một đôi nè mấy chị 45.000. Trời cái đôi này nó đẹp nha mấy chị, bữa hổm thanh bán nhiều mấy chị biết không? Ở bữa hổm thanh sale 69.000 mấy chị mua ầm ầm luôn. Mấy chị mua quá trời luôn, bữa nay thanh sale có 45.000 mấy chị. Đó, size 39, ấy size 40 nha. 40 Adidas nè. Đó, đôi này thanh sale có 45.000 thôi. Chị nào lấy chốt thanh luôn. 40-45k. Rồi đôi này thanh sale luôn mấy chị, 45.000 luôn. Đôi này là size size 43 mấy chị, size 43 nha. Chị nào lấy chốt thanh luôn, chữ chữ 43 nha. Size 43 nè, 45.000. 45.000, đôi này thanh còn đủ size luôn mấy chị. Thanh còn 43. Cái này thanh còn 40, 42, 43 mấy chị. 40, 42, 43 thanh xe cho mấy chị 45.000. Chị nào lấy chốt thanh luôn ha. 40, 42, 43, 45k. Rồi chị nào lấy chốt thanh luôn. Rồi đôi súp. Đôi súp mấy chị. Đó, đôi súp này cũng 45.000 luôn. Đôi súp này là số 43 nè. 42-43 nha mấy chị, đôi súp. Súp cũng 45.000 luôn. Đó, đôi súp thanh sale cho mấy chị 45.000. Có còn chị nào bình luận không? Cái máy thanh nó hay bị ẩn lắm. Cái máy thanh nó hay bị ẩn bình luận lắm mấy chị. Đó, chị nào lấy chốt giùm thanh luôn ha. Đâu rồi, nó ra nó mất tiêu rồi. Rồi chị nào lấy nữa chốt giùm thanh luôn. Rồi đôi TikTok. Đây đôi TikTok mấy chị. Đôi TikTok sale cho mấy chị 49.000. Đó, đôi TikTok này mấy chị đang hot luôn. Đó, chị nào lấy chốt thanh luôn, đôi TikTok nha, thanh sale luôn 49.000 mấy chị. 49.000 nha, đôi này 95.000 nè mấy chị, 95-120 quên giá rồi. Đó, thanh bán lẻ nha mấy chị, giờ thanh bán cho mấy chị luôn 49.000. Size 41. TikTok 41 nha mấy chị. Lên giùm thanh là 41, size 41 49k. 41 49.000 nha. Để thanh coi còn size gì. Rồi thanh còn size 39 nữa nè. Cái TikTok có thanh còn à. Ba
39, 39 với 41, 42. 39, 41, 42 nha mấy chị. Rồi còn 4 đôi 39, 41, 42 TikTok. Chị nào lấy chút Minh Thanh lại TikTok luôn. TikTok 49.000. Cái này 39 Thanh hết. Đôi TikTok. Trời ơi nó chạy hết rồi. Đây đôi này Thanh sale có 49.000 nè Phạm Nương. Đôi này size 39 nè. Đó, đôi này size 39 nè. 49.000, đôi này đúc luôn, hàng 120. Đó, đôi này là 49.000 luôn, size 39 đó, đôi này nó xịn hơn cái đôi đó nữa. Hàng đúc liền luôn. Chị lấy 39 ha, lấy 39 49.000 cho Phạm Nương nha. Đôi đó còn có một đôi à. Đôi này size 39 nè mấy chị. Đôi này là mũ à, cái loại này là loại xịn luôn nè, Thanh sale 35.000. Kẹp 35k size 39, chị nào lấy chốt Thanh luôn, 39 35k nha. Đôi kẹp này size 39. 35.000 luôn. Mốt 49 ok, kiếm chuông nè. Mấy chị nào khách mới thì nhấn thích và theo dõi trang Thanh nha. Hồi nãy chị lấy em đôi nào, giờ chị không nhớ, quăng ra chị không nhớ nữa nè. Quăng ra rồi chị không nhớ đôi nào luôn á. Rồi đây hồi nãy chị nào hỏi cái quần này 29.000 nè mấy chị. Đây quần này 29.000 mấy chị. Quần này là 55kg đổ lại nha. 55kg đổ lại. Cái quần này Thanh sale cho mấy chị 29.000. Co giãn rất là thoải mái luôn nha mấy chị. Co giãn 8 chiều luôn á. Sale cho mấy chị luôn 29.000. Chị nào lấy chút âm Thanh là quần caro 29k mấy chị. 55kg đổ lại nha. Lên âm Thanh là caro. Caro 29k. Rồi cái áo khoác này còn một cái Thanh sale cho mấy chị 35.000 nè. 35.000 nha, 35.000 cái áo khoác này Thanh sale cho mấy chị 35.000, 65 70kg gì cũng vừa hết trơn á, từ 45kg trở lên nha. Áo khoác sale cho mấy chị luôn. 35.000. Chị nào lấy chốt âm Thanh là khoác 35k. Rồi cái quần jean này là khách xã nè mấy chị. Đó, quần jean nam size 28. Nha, quần riêng nam size 28 Thanh sale cho mấy chị cái quần này 29.000. 29 ấy lộn 99.000 lộn xíu. Quần riêng nam nha 99.000 size 28. Chị nào lấy chốt Minh Thanh luôn 28. 99k. Thôi tôi con ăn đi. Chải xu ra dọn dép này. Khoan Phúc ơi, dì thảy mấy cái này ra cái con này. Dì thảy mấy cái này ra cái bỏ lại dì cái cũ này. Quần này chị mặc không vừa á chị yêu ơi. Cái gì thấy cái bọc bự ra cái con bỏ vô cái bọc. Đây nè con bọc này bự hơn nè. Quần đó chị mặc không vừa.
áo khoác này sale cho mấy chị 49.000 luôn. 49.000 nha, 49.000. Còn một cái nè. 49.000 nha, còn một cái đang sale cho mấy chị luôn, áo khoác nè, 55kg đổ lại nha. 49.000. Rồi ok Trần Anh nè. Còn một cái bán rẻ luôn. Đây có này, mấy cái này là lẻ 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 nè. Không, mấy cái đó là khách lấy à. Đây đôi này Thanh bán 45.000 luôn nha mấy chị. 45.000 nha, size 43 nè mấy chị. 42, 43 mang vừa nha. Đó, đôi này Thanh sale cho mấy chị 45.000 thôi. Nãy 49.000, giờ Thanh sale 45.000 luôn. Ở đôi này cũng 45.000 luôn, size 42 nè. Đó, mấy cái này Thanh bán rẻ cho mấy chị luôn. 45k 42. Rồi ok, 43 chứ lộn, Nguyễn Trân. Ở đôi đó mình Thanh bán rẻ luôn á. Lại 49.000, giờ bán 45.000 luôn, bán rẻ luôn cho nó hết. Tại còn có 1 đôi à. Các bạn, các bạn gom vô gì đó. Gì vậy? Chị nói mấy cái đôi gom vô gì bán. Của ai vậy? Đôi đó chúng đánh nè. Rồi đôi này 45.000 luôn, size 42 luôn nè mấy chị. Size 42 45.000 luôn. Ôi trời, 42, 45.000. Đây cái đôi này Thanh bán rẻ 45.000 luôn nè. Trời ơi. Đó, size 42. Size 42 45.000 luôn nè. Trân ơi, đôi này 120 nè Trân. Đó, đôi này 120 nè, Thanh bán luôn. Có dép nữ không ạ? À? Dép nữ hả? Dép nữ như có nhưng mà nãy giờ không like. 41 45 ok bé Ri. Phúc ơi. Phúc à, lấy giùm gì đôi này 41 coi, size 41 coi. Ờ đúng rồi. Ừ đúng rồi, thảy vô đi. Đó, giờ Thanh bán rẻ luôn mấy chị. Bán rẻ luôn. Rồi đôi này là size 42 nè. Size 42 nè, 42 Thanh bán luôn 45.000 luôn nè. Bán rẻ cho mấy chị luôn. Rồi đôi này size 40. Ok, kiếm chương 42, 45. Rồi ra gom nữa đi con. Rồi đôi này size 40, sale cho mấy chị luôn 45.000 luôn. Đôi này, ủa Phúc ơi, đôi này nhiêu nhớ không? Còn không? Còn không? Còn đâu gì coi không? Không, ở ngoài đọc là hết rồi, nhưng mà được thì bán lại 45, 49. 45.000, 49.000, người bán 45.000 đi. Bộ hẩm sale 49, giờ bán 45.000. Có cái gì? Kiều Thơ cái gì chị không hiểu. 40, 45, ok. Lấy cái này vô đi con ơi, còn mấy đôi lấy hết đi. Rồi 40, 45, ok Chân nè. Đôi này bộ hẩm sale. Ờ còn 2 đôi vô đi, gì bán hết luôn đi. Rồi đôi này đúng xịn luôn nè. Đôi này sale luôn 45.000 luôn. Size 40 nè, 45.000. Trời ơi đôi này 120 Thanh sale luôn 45.000. Đó, trời ơi trời, cục vàng nào lấy đôi này đúng đúng hiện luôn, đúng hiện luôn. Ủa
ơi, còn quá trời vậy hả? 40, size 40 nè, size 40 nè, 45 ngàn. Đôi này mình bán nhiêu ta? 70. À, nệm gối bé không hả? Rồi 40 nè, 45k nè, 70 hả? Chết mẹ, 70 mà bán 45 ngàn luôn là trời. Dầu là với Hello Kitty là bán 75. Đánh nó ra kìa. Coi nó ra kêu nó lấy gì nhiều cuồng vậy, cuồng in không, cuồng giấy in thôi con chạy qua con lấy nhanh hơn nó, đợi nó nữa. Rồi ok như Quỳnh nè. 40 45k. Chết mẹ, đôi này 70 ngàn giá vốn rồi đó mấy chị ơi. Rồi đôi này size 38 nè. Size 38 45 ngàn luôn mấy chị. Mấy đôi này đang hot luôn á mấy chị, đang hot luôn á chứ không phải là lỗi thời lỗi mốt gì đâu. Đang hot luôn. Tại làm sale quá mấy chị. Giá về 70 rồi mấy chị ơi, giờ bán có 45 ngàn à. 70 là giá sỉ hả, giá vốn hả? Rồi đôi này. Rồi đôi này size 38, ok Gia Huy Nguyễn. Gia Huy Nguyễn lên lại giùm Thanh đi, nó bị ẩn rồi. Size 38 45 Gia Huy Nguyễn lên lại giùm chị Thanh đi, nó bị ẩn rồi cưng ơi. Lỡ bán 45 rồi biết sao giờ. Rồi size 36 nữa nè. Rồi 38 45 là Gia Huy Nguyễn nè. Mấy chị thấy không, nó hay ẩn bình luận vậy đó mấy chị. Nệm gối bé hả? Nệm gối bé Thanh có nhưng mà Thanh để trong kho không có lấy được. Rồi size 36 45 ngàn luôn mấy chị. Mấy đôi này mấy chị mua cho con mình mang đi học, mấy chị nó bền nó chắc dữ lắm luôn mấy chị. Biết chừng nào đứt đó chưa. 36 45 ok Trần Anh nè. Đó Thanh bán rẻ luôn. Kiếm nữa đi con, kiếm nữa đi, đang thấy rồi. Rồi 36 45 cái ốc cho Trần Anh nè. Rồi cái này size 40 nữa nè. Size 40 nha, 45 ngàn. 40 45k chị nào lấy chỗ ông Thanh luôn. 40 45 nè. Đây đôi này size 38 đó nè. Size 38 45 ngàn. Ủa đôi này nó dễ thương đẹp quá mấy chị ơi. Đôi màu vàng nè. 38 45. Rồi 40 45 ok chân nè. Rồi 38 45. 38 45 màu vàng. Rồi size 39 mấy chị. Size 39 45 luôn. Size 39 45 ngàn. Mấy đôi này mang dễ thương lắm mấy chị. Mang rất là dễ thương nha. Rồi 39 45. 38 45. 38 ok bé Na nè. Rồi Thanh còn 39 nha. 39 45 chị nào lấy chốt anh Thanh luôn. Rồi đôi này size 40 nữa nè. Trời ơi đẹp quá mấy chị. Hết rồi Phúc ơi, hết rồi. Size 39 nè. Ơ lộn, size 40. Chân ơi, đôi này đẹp quá trời chân. 45 ngàn. Đó, size 40 nha. Size 40 màu hồng nè. Size 40, 45 ngàn luôn. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Size 40, 45 ngàn luôn. Rồi chị nào lấy chốt anh Thanh luôn. 40 45k luôn. Rồi ok cục vàng luôn. Hả? Bánh mì, bánh mì á, bánh mì. Rồi cái đôi này size 41 của Nam, sale luôn mấy chị, hàng đu hoa mấy chị ơi. Đó, hàng đu qua nha, Thanh sale luôn 45 ngàn luôn, size 41, chị nào lấy chốt cho Thanh luôn. 41, 45 ngàn. Rồi, chị nào lấy chốt cho Thanh luôn, đôi đu qua 41, 45k. Đây, đôi này Thanh tặng nè, chị nào mang về, mua về ra tiệm, lót cái gót này đi này, nó bị xúc hết bên rồi mấy chị, xúc hết bên rồi. Tặng mấy chị nè, đôi này tặng nè, đôi này size 35, chị nào mang được thì lấy nha. Rồi 41 45 nè, như Quỳnh nè. Cái
đôi này là size 35 tặng nha. Đó, đôi này Thanh tặng nè. Mấy chị về mấy chị gắn cái đế vô mấy chị mang. Nó bị xúc rồi nó rớt đâu mất rồi Thanh kiếm không ra. Đó, đôi này size 35 Thanh tặng cho mấy chị. Nha, chị nào lấy chút âm thanh luôn. Thôi ginh cái sọt dép kiểu vô trước đi Phúc ơi. Ờ vô trước cái đó đi. Hết rồi, hết rồi. Đây cái này sale 49.000 luôn nè. Ồ cái áo khoác đẹp quá trời, áo khoác kaki mấy chị. Đẹp chưa? 49.000, 49.000 nha. Ờ cái đôi lộn cái áo khoác kaki nè. Sale cho mấy chị 49.000 luôn. À cái gì Trần Anh ơi, cái này đẹp nè cưng. Lấy đi cái hàng trăm mấy á cưng ơi. Hàng trăm mấy á. Chị Thanh mà kêu cưng á là cưng biết rồi ha. Nguyễn Trân nữa nè. Ở cái này đẹp mà Thanh sale có 49.000 thôi, hàng trăm mấy nè. Hàng trăm tám trăm chín á. Rồi Gia Huy Nguyễn nè, khoác 49 nè. Đây Thanh còn một cái nè, khoác kaki 49 nè. Rồi ok Lê Phượng nè, 49k nè Lê Phượng. Rồi kaki 49 nha Lê Phượng nè. À rồi 49k Thanh còn màu xanh nha mấy chị. Rồi ok tặng nè Nguyễn Trang nè. Cái đôi này về ra chỗ bán dép á, gắn rồi cái áo khoác Thanh còn màu đen nè, 49.000 mấy chị. Đây khoác 49.000 màu đen nè mấy chị. Đây hồi nãy Thanh mới bán 59.000, bây giờ Thanh bán cho mấy chị 49.000 luôn. 49.000 nha, áo khoác này là 50-55kg, 40kg trở lên mặc được nha mấy chị. Rồi áo khoác đen, áo khoác kaki nha mấy chị, áo khoác kaki nè, Thanh sale cho mấy chị luôn, 49.000 màu đen. Chị nào lấy chốt cho Thanh luôn, khoác đen 49k màu đen nha. Rồi cái này là màu riêu nè. Rồi Lê Phượng nè, Lê Phượng màu đen 49k nè. Lê Phượng mới có cái áo khoác phải không? Sao vậy lấy rút từ viền cây ở đây. Rồi ok đen nè, anh Hoa 49k nè. Rồi chị nào lấy áo khoác nữa chốt anh luôn, khoác đen 49.000 mấy chị, sale cho mấy chị 49.000 thôi. Nha, áo khoác đen 49.000, màu riêu nè. Màu riêu cũng 49.000 luôn. Đây cái này là 45kg mấy chị. 45kg đổ lại cái này sale luôn 49.000. Thôi cái này lát nữa móc lên đi. Rồi liễu đó, liễu Thanh Trương này đen 49.000 lên số đội Thanh luôn, liễu Thanh Trương ơi. Lên số điện thoại giùm Thanh luôn ha. Đây mấy cục vàng tiếp tục dép siêu phẩm nữa nè. Đó, đôi này size 38. Trời ơi dép bánh mì nha mấy chị, siêu nhẹ luôn. Đó, dép bánh mì size 38 Thanh sale cho mấy chị luôn nè. 45.000 thôi mấy chị. 45.000, 45.000 nè. Đôi này size 38, chị nào không lấy đôi này là tiếc nha mấy chị. À, đôi này 95.000 Thanh sale cho mấy chị 45.000. Size 38 chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn. 38 45.000. Rồi đôi này size 39. Size 39 45.000 luôn, chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn, đôi bánh mì. Bánh mì size 39. 39 45.000 luôn. Rồi đôi sụt size 36. Đây, cái đôi này mang nó êm, nó mềm, nó đã dữ lắm mấy chị coi nè. Ôi ôi mang nó đã nha, mùa nước lũ rồi mấy chị mua cái này mấy chị mang đi. Đi làm rồi khỏi sợ bị nước bị gì hết nha đôi này. Thanh sale cho mấy chị luôn. Ủa đôi này mấy gì trời? Bán nhiêu vậy? Đôi này mấy?
35.000 luôn. Bán rẻ luôn. Đôi này size 36 bán rẻ 35. Có đôi nào size 37 hả? Cái này 37 38 mang được có cưng. 37 38 mang được á, tại vì bánh mì nó không phải như giúp kiểu đâu, đôn size đi. Đôi này size 36 sale 35.000 luôn mấy chị, hàng dẻo nha. Hàng này 55.000 một đôi nè. Bán rẻ cho mấy chị luôn, 35.000 luôn. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. 36 35k. Đôi này sau đưa vô đây trời. Rồi đôi này là size 40 41 nè, Thanh sale luôn 45.000 đôi hai quay mấy chị. Đó, đôi hai quay nè, Thanh sale cho mấy chị luôn. 45.000 luôn, đôi này là size 40 41 nè mấy chị, đẹp quá trời luôn nè. Đó, mấy chị thấy đẹp chưa? Rồi ok, Thảo Thanh 36 35k. Rồi đôi này là 45.000 nha mấy chị, size 40 41 nha, đôi hai quay, chị nào lấy chốt âm thanh luôn, hai quay 40 41. Rồi đôi này là size 38. Size 38 đôi này sale 29.000. Đôi xanh đậu cho em xem nha. Đôi này mấy gì trời? Nhớ không con? Đôi này chị Thanh bán 60.000 đi. Rồi hai quay nè, hai quay 45.000 ok như Quỳnh nè. Cái đôi màu xanh đó chị bán cho cưng 60.000 á, đôi đó 120 á. Đôi đó 120 chị Thanh bán 60 thôi chân ơi. Ê cái đôi này người ta lại người ta trả 80.000 không bán. Đôi này là size 37. Size 37 cái này còn ở ngoài không? Cái này còn ở ngoài không? Đây đôi này là size 37 nha, đúng đẹp luôn, đôi này 120 nè. Đó người ta trả, 80.000 chị Thanh không bán đó, giờ chị Thanh bán 60.000 vô cân luôn. Nè. Đó từ chị Thanh. Chị Thanh bán 60.000 vô cân luôn, đôi đó người ta trả 80 chị Thanh không bán đó. Rồi đôi này size 38 29.000. 29.000 nha, 29.000 size 38. À, cái gì à, lô ne gì á lô. Em mới nhận hàng. Quần sọt nam size 32, 34, 36, 3 size cùng một cỡ hơi chật chị, còn sọt nam size 36, 38. Cho em 4 quần đi chị. Hoa Hạnh ơi để chị coi nha, để chị coi 38 ok anh Hoa. Cảnh ơi, yêu cầu nó giao lại cái đơn của Loan Nine gì đó con. Để chị coi. Để chị coi thử hay còn ba mấy thì để chị ấy cho. Có giày đi tiệc không? Nguyễn Ngô ơi, giày đi tiệc về nam hay về nữ? Có nha. 39 là chị hết rồi, chị còn đúng không? Đôi 60.000 size 37. 60.000 mấy chị, đôi này đúng đẹp luôn nha, hàng xịn như mấy chị. Đó, hàng xịn như mấy chị, đôi này Thanh sale 60 nè. Rồi đôi này là size. Đôi này 45.000 luôn, size 38 39 nè. Đẹp chưa? Size 38 hả? Để Thanh lên từ từ đi ha. Rồi đôi này size 38 39 nè, Thanh sale 45.000. Đó, chị nào lấy chốt Thanh luôn, hàng dẻo nha. 45.000. 38 29 cái đôi mũ đó còn không con? 38 29 Thanh hết rồi. Thanh còn đôi này được không Kiếm Chuông ơi? 38 29 đôi chữ H nè. Đôi chữ H nè, size 38 29.000. Bữa nay thứ mấy rồi ta? Con soạn cho gì bọc đi. Bọc 26 30, nói chung là soạn sẵn cho gì đi. Đáng gì sách gì ngoài. Cái máy đó in được không? Đôi này 29.000 nha, 29.000. Ủa sao cái điện thoại gì nó không có chuông ta? Chị nghe. Chút đi chị đang like đó, cái máy đang like. Caro đen 38. Caro đen 38.
À, 45k. Đâu rồi? À, cái gì à? Khoan khoan đợi Thanh xíu. À, Nguyễn Phượng. Nguyễn Phượng caro đen 38. 45.000. Nguyễn Phượng nào lên số điện thoại giùm Thanh đi Nguyễn Phượng ơi. Lên số điện thoại giùm Thanh đi Nguyễn Phượng ơi. H29 ok Hồng. À, vậy là cái đôi này hết rồi Hồng Yến ơi. Chị kiếm chuông lấy rồi. 29k chữ H này. Ủa cái mấy đôi này là hết trơn rồi hả con? Coi mấy cái nào ngoài nó lấy nó đưa vô gì bán luôn đi. Rồi, rồi đi lấy cái mới luôn. Rồi đôi này Thanh sale luôn 15.000 mấy chị. Xe 36 nè 15.000. 15.000 xe 36 chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Xe 36 15.000 chị nào lấy chốt âm thanh luôn ha. 36 15k. Mấy chị khách mới mấy chị nhấn thích và theo dõi trang Thanh nha mấy chị nha. Nhiều khi mấy chị mua không đủ đơn á rồi cái xuống like rồi Thanh tắt like rồi mấy chị kiếm Thanh không có. Mấy chị nhấn thích và theo dõi trang Thanh nha. Rồi đôi này là xe 36 15.000. Hả? Điện ra. Điện cho con gì đó như ý huyền gì đó. Rồi sao? Rồi anh Hoa nè, dép 15k nè. Ai gì hả? Rồi 15k nè. Cái đôi này còn không? Rồi đôi này là size 30, 40 nè. Size 40 nha, 40 nè mấy chị. Đôi này Thanh sale cho mấy chị 29.000 luôn. 29.000 nha, size 40. 40 29.000. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn, size 40 29.000. Cái đôi này bỏ ngoài đi. Nón hồng phía sau. Nón hồng phía sau là cái nào ta? Cảm thấy cái này nón con heo này á hả? Nón này nón con nít nha chị. Nón con nít nha. Đôi này bỏ mãi đi Phúc ơi, đôi đó. Đôi này Thanh sale cho mấy chị 29.000. 29.000 nha, 29.000. Đôi này là đôi đúc nha mấy chị. Size 40 nè. Đó, đôi này Thanh sale cho mấy chị 29.000 luôn. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn 29.000 size 40. Rồi đôi này 45.000 luôn mấy chị. Đôi này 120 Thanh sale 45.000 luôn. Đôi này size 38 nè. À, size 38. Đôi này 120 nè mấy chị. Ủa đôi này sao đưa vô vậy? Đôi này bỏ ngoài đi. Rồi đôi này 25.000 luôn mấy chị. Size 36 nè. Size 36 đôi này sale 25.000. Còn đúng một đôi. Đôi quay hậu đó nhiêu? Đôi quay hậu đó 45.000. 45.000 nha Thi Chinh Trần ơi. Rồi cái đôi này 25.000 nè, size 36 nè. Size 36 25.000. Rồi đôi này sale luôn 25.000 luôn mấy chị, size 40 nè. Size 40 nè, 25.000 luôn. Đôi này đôi giày búp bê bằng mũ nha mấy chị, mang đi nước được nha mấy chị. Nha, đôi này Thanh còn hai đôi Thanh sale cho mấy chị luôn 25.000 luôn. Rồi đôi này 45.000 luôn, size 40 nè. Cái đôi hoa hậu gì mới thảy ra, size mấy vậy? Đôi đó size 36 nha cưng. Rồi đôi này size 40 nè. Đôi này bố hỏm mà nghe ai dặn nè. Ai dặn đôi này có chừa cho em mà quên mất mẹ rồi. Rồi đôi này Thanh sale 45.000 gu xì mấy chị. Gu chì. Đó, size 40 nha mấy chị, size 40 Thanh sale cho mấy chị đôi này 45.000. Củ chi. Sell cho mấy chị đôi nè 45.000 nha, 45.000 size 40.
Rồi đôi này 29.000 mấy chị, size 40 luôn. 29.000 size 40. Rồi 45.000 đôi bánh mì size 39 nè. Size 39 45.000. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Rồi size 39 luôn. Size 39 màu hồng. 45.000 luôn. Rồi kính này ra đây đưa cái vỏ sọt đó lại cái gì. Cái sơ mi nam nãy á. Vậy nè. Được rồi chị ơi, được rồi gì cơ. Còn không? Còn. Kêu được rồi, không có thấy nữa, không bán nữa, không bán nữa. Tuôn. Rồi đôi này 45.000 luôn mấy chị, 45.000. Ủa lộn, thôi lỡ rồi, lỡ nói rồi. Lỡ là mình người nói không có nói hai lời. Đôi này 45.000 size 37, chị nào lấy chút âm thanh luôn. Đó, đôi 37 nha. 45k còn 38 không chị, là đôi nào? Là đôi nào giờ chị không không. 37 38 ăn được á. Rồi đôi này 37 nè. 37 45k chị nào lấy chút âm thanh luôn. Rồi 37 45k ok Lê Phượng nè. Đôi này nãy bán 4 lỡ nói 45.000 rồi lỡ là nó bán luôn chứ. Đôi tuồng này trăm mấy mấy chị. Có xăng đan nữ không? Đan nữ hả? Để nó lên từ từ mấy chị. Lên từ từ nha. Rồi đôi này sale cho mấy chị luôn. Đôi này nó in chữ nó bị dính in quay mấy chị, bán 25.000 luôn mấy chị. Size 38 là 25.000. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn, 38 25k. Nha, cái đôi này nó bị lỗi chữ mấy chị, nó in chữ lên cái quay á. Mấy chị chốt âm thanh là lỗi. Lỗi 25k. Lỗi 25k mấy chị, lên âm thanh là mã lỗi 25k mấy chị. Đôi này là đôi 95.000 mấy chị. Cái quay nó trên cái quay nó in cái chữ á, nó mới in, nó in lộn lên á. Bỏ cái này ra mãi chút nữa gì ra gì sắp lại. Đó, sale cho mấy chị đôi này 25.000 thôi. Trời ơi, đôi này nó. Đôi này chắc biết cái này đâu mất mẹ luôn. Rồi đôi này sale cho mấy chị luôn nè. 29.000. Ờ vô luôn. Size 36 nè, size 36 nha mấy chị, size 36 29.000 đôi sỏ ngón nha. Dép trắng có size 36 không? Dạ em hết, em còn có một đôi rồi chị. Chị Thanh có áo khoác gân không? Chị hết rồi cưng. Rồi đôi này size 36 nè. Size 36 nha, đôi này Thanh sale cho mấy chị đôi này 29.000 thôi. 29.000 size 36. Đây cái đôi này Thanh bán 60.000 mấy chị, còn có một đôi một mà mấy chị size 37 nè. Đó, size 37 60.000. Sale cho mấy chị luôn 60.000 size 37. Đôi này bán rẻ 25.000 mấy chị. Size 38 nè. Size 38 đôi giày mũ của nam. Chân người nhà mình nó mang size 38 á, mua đôi này mấy chị, Thanh sale cho mấy chị đôi này 25.000 thôi. Bán lỗ tuột cái quần luôn này mấy chị. 28 nha, size 28, size 38 chứ lộn, size 38. Sale cho mấy chị. Đó, Thanh sale cho mấy chị đôi này 25.000 luôn, 25.000 mà mấy chị không mua nữa thôi luôn á. Đôi này Thanh tặng cho mấy chị nè, mấy chị ở đâu nó xúc mẹ hết quay bên đây rồi. Xúc em về mấy chị tháo cái này ra đi, mang ở trong nhà. Có quần áo bé không? Có nha, nhưng mà tối đi Thanh lên nha. Cái đôi này size 39 nè, chị nào lấy Thanh tặng cái đôi này về mấy chị mang mang vòng vòng nhà rồi hết mấy chị. Đó, đôi đó nó bị lỗi rồi. Bán rẻ cho mấy chị luôn. Ê, tặng cho mấy chị luôn. Rồi ok, tặng nè, Lê Phương nè. Đó, cái đôi này nó bị xúc cái bên đó nè. Tặng luôn mấy chị ơi, mấy chị Rồi cái đôi này size 36, đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn 29.000. 29.000 size 36 nha. Facebook giờ nó bị ẩn comment hết trơn rồi mấy chị. Rồi đôi này là size 36, Thanh sale cho mấy chị 29.000 luôn. 29.000 size 36 này, dẹp cái thùng này ra ngoài luôn đi con. 36 size 36 nha. 29.000 mấy đôi này mang êm lắm mấy chị. Rồi ok, Nguyễn Nguyễn nè, 36 29k.
mấy đồ này mang êm cực kỳ luôn, thanh nói thiệt luôn á. Ê đừng có chấm bài thôi, đừng có chấm cưng, đừng có chấm bài, cưng chấm bài là mấy mốt chị like là cưng không thấy luôn á. Mấy chị tuyệt đối đừng có chấm bài nha mấy chị, mấy chị nhắn chữ thôi, mấy chị đừng có chấm bài, mấy chị comment chữ á, đừng có chấm bài nha. 36 hết rồi chị Sương ơi, chấm bài là thanh like, lúc thanh like là bị ẩn ẩn mấy chị luôn á. 36 thanh hết rồi nha, 36 thanh hết rồi. Rồi đôi này size 37 thanh sale luôn 25.000 mấy chị. Đây 37 nè, 37 25.000. Đó, 37 25.000 mấy chị lên dùm thanh luôn. 37 25k. Chị nào lấy chốt thanh luôn 37 25k mấy chị, mấy cái này thanh sale lỗ luôn mấy chị, sale lỗ luôn. Rồi ok chị Lê Phương, chị lên giá tiền giùm em luôn nha chị. Thấy khổ chưa mấy chị, thấy khổ chưa, vừa bán vừa ăn mấy chị. Này là thanh đang bán sức khỏe nè mấy chị. Về cái cảnh đây thì làm đi gai được. Rồi size 36 đôi này 29.000, 36 29.000 mấy chị, mấy đôi này đúng đẹp luôn mấy chị nha. Mấy chị cầm 35.000 mấy chị không mua được mấy đôi này. Chị cẩm hàng hình như đơn chị đi rồi. Rồi đôi này 29.000 size 36. 36 29k mấy chị, 36 29k. Cái đôi này thanh bán rẻ cho mấy chị 20.000 luôn nè, size 38 nè. Size 38 20.000. Nè, đó cái nó bên đâu rồi? Đây nè, cái bên hông nó, bên hông nó bị có dính chữ nè. Đó thanh bán rẻ cho mấy chị luôn, mấy chị lên dùm thanh là mã lỗi. Lỗi là nó dính chữ á mấy chị, dính mực á. Lỗi 20.000 size 38. Chân 37 mang vừa luôn. Đó, đôi này thanh bán lỗi lỗi 20. Ôi trời ơi cực. Lên dậy đi tiệc đợi chị xíu đi cưng. Đợi chị xíu chị soạn ra mới lên mới bán được. Đôi này 20.000 đôi dép kẹp của bé nè. Và Yến Đoàn là đôi lỗi 20 nè. Ủa Nguyễn Phượng nãy giờ có đơn gì ta? Ba mươi sáu hai mươi sáu k là gì chị Kiếm Chuông ơi. Rồi đôi này là size 32, đôi này thanh bán 20.000 thôi, đôi dép kẹp của bé nha, đôi dép kẹp Thái của bé nè, siêu nhân nè, size 32 thanh sale cho mấy chị đôi này 20. Chị nào lấy chốt thanh thanh luôn 20. Chị Kiếm Chuông ơi, cái đôi này là 29.000 nha chị, 29.000 chị comment lại giùm em đi là 36 29k đúng cú pháp giùm em đi chị. Rồi đôi này là size 36 luôn nè. Đó đôi này là đôi Dior size 36, đôi này thanh cũng sale cho mấy chị 29.000 luôn. 29.000 luôn ha, size 36. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn. 36 29k Dior. Mấy chị lưu ý giùm thanh nha, mấy chị mua một vài đôi là thanh không có đi đơn được nha mấy chị, không có đi đơn được nha. Rồi đôi này size 37. Size 37 comment giùm thanh là size 37 29k luôn mấy chị. Đó, mấy đôi này là một đôi 70-80.000 thanh sale rẻ cho mấy chị luôn. Đó 29.000 đôi màu nu size 37 nha. 37 29k. Tự nhiên có nó ngưng bình luận luôn à mấy chị. Chị đi ngủ chưa hết à hả mấy chị? Mấy chị đi ngủ chưa hết à hả? Rồi đôi này là đôi IXL. Bụi nè mấy chị. Bụi nè. Rồi bụi. À, đôi này màu trắng size 36 luôn. Chị ơi nếu chị tìm sọt nam size 38-40 thì chị cho em, chị báo nhé. Ok Hoa Hạnh. Đó, đôi này là size 36 nữa nè. 29.000 mấy chị.
29.000 nha, chị nào lấy chốt Bình Thanh luôn. Rồi, đôi này là đôi giày thể thao. Đôi giày thể thao nè mấy chị. Đôi này là size 36 mấy chị ơi. Size 36, đôi này Thanh sale cho mấy chị 79.000. Đôi này là một đôi 100 mấy nè. Đó, Thanh sale cho mấy chị luôn 79.000 nha. Hàng này là hàng 240 mấy chị. Hàng 240 Thanh sale cho mấy chị luôn 79.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn 79.000 nha. 79.000. Đôi giày. Shop chị ở Cần Thơ nha cưng. Shop chị ở Cần Thơ nha. Rồi bỏ cái sọt dép này ra em gì đi, tối live tiếp con ơi. Còn sọt gì? Này hả? Là cái gì chổng? Dép này á hả? Rồi mấy chị ơi, thôi Thanh xuống, Thanh đi ăn cơm đây mấy chị, tối live tiếp nha. Thanh ở đây Thanh còn. Còn 4 bộ, còn 4 bộ này chị nào lấy Thanh sale luôn nè, 29.000 một bộ nè mấy chị. 29.000 nha, 29.000 đây. Bộ này 55kg nha mấy chị. 55kg. Đó, chị nào lấy chốt cho Thanh luôn. Sale cho mấy chị 29.000 luôn. Hồi nãy hình như là Trang Nguyễn gì hỏi nè. 29.000 nha, bộ thể thao. Sale cho mấy chị 29.000. Chị nào lấy chút Bình Thanh luôn. Thể thao 29k. Một bộ nè, hai bộ nè, còn hai bộ. Rồi bộ này là bộ sọc. Bộ này trắng sọc nha mấy chị. Đó, cái này Thanh xả của khách á. Đó, trắng sọc nè. Rồi ok, Lê Phương nè, 29k nè mấy chị nghe Thanh nói phú ký nha mấy chị. Nha, để thôi mấy chị thấy đẹp cái mấy chị về mấy chị mà không vừa mất không lắm. Nón con heo bao nhiêu? Nón con heo 29.000. Nón con heo này 29.000. Sale 29.000 nha. Rồi bộ sọc mấy chị, bộ sọc này cũng 29.000 luôn. Từ 40kg tới 50-55kg tùy theo chiều cao nha. Ok, pha Lê Trần, ok em. Rồi cái này là 29.000 luôn, bộ trắng sọc nha mấy chị. Bộ trắng sọc. Có nhiều chị thấy đẹp quá, rẻ quá, mua quá trời luôn mà về mặt không vừa. Mấy chị nghe Thanh đọc số ký đi. Cẩm Hằng nè, ok, trắng 29 nè. Mấy chị nghe Thanh đọc số ký nha mấy chị. Mà giả sử về mà không vừa mấy chị, mấy chị chia lại, bán lại cho ai đi. Bán 35.000 cũng lời nữa. Rồi nón con heo 29k. Ok chị Lê Phượng. Nón con heo này còn có 3 cái thôi mấy chị. Cảnh này con nhắn chú hỏi chú giờ chú rảnh không, chú rảnh thì chú đi qua Bắc Hai chở nón về cho gì á. Rồi cái này Thanh sale cho mấy chị luôn nè. Đó, còn 2 cái thôi mấy chị, không lấy là hết đáng chịu luôn. Alo. Rồi nói đi em. À, là cái người đó quen với em phải không? Chết cha, chị quên, khoan em đợi chị xíu đi, chị đang like đó, chị xuống like rồi chị nhắn cho nó nha. Ừ, chị biết rồi, ý là chị nói chị đang like chút xíu đi rồi chị xuống like rồi chị nhắn cho nó. Cảnh con nhắn cho cha nghe em làm gì đây? Lấy cho 2 cái rồi, ok. Rồi 2 cái 29.000 nè. Nói là đồ á, gửi nghe cái quán gì đó. Hả? Cái gì? Đồ bộ bữa của em còn không? Thương Ngọc hình như còn nha. Còn á. Bé size 36. À, Nghi Trần sẽ bé size 36 là gì? Nón bé bao nhiêu? Nón bé hết rồi.
nón bé hết rồi nha. Rồi bộ thanh còn 2 kiểu nha mấy chị. Bộ thanh còn 2 kiểu, một bộ là sọc sọc trắng, một bộ là trắng chữ nha mấy chị. Bộ thể thao thanh theo cho mấy chị có 29.000 thôi. Tay nón thanh theo 15.000 một cái nè mấy chị. À, nón thanh theo cho mấy chị đi đơn cho em luôn hả? Rồi ok. Đây nón kết mấy chị, thanh sale cho mấy chị 15.000 một cái nha. Nón 15.000 một cái, thanh có màu vàng, màu đen nè. Có màu vàng, màu đen. Giày thể thao. À giày thể thao hả? Rồi size 36. Bé size 36, nghi trần 79k rồi ok nè. Mấy chị chả mua, tranh thủ mua đủ đơn để thanh đi nha mấy chị nha. Đây mấy chị, bữa hổm mấy chị nào khen cái tấm trắng nè, thanh sale cho mấy chị 3 gói 25.000, 3 gói tấm trắng 25.000 nha. Chị nào lấy chốt giùm thanh luôn, tấm trắng 3 gói 25.000. Chị nào lấy chốt giùm thanh là gói tấm trắng mấy chị, người ta bán một gói 40.000 đó mấy chị. Thanh sale cho mấy chị 3 gói có 25.000 thôi. Tấm trắng hồng xăm, chị nào lấy chốt giùm thanh luôn ha. Tấm trắng hồng xăm 3 gói 25.000. Rồi ok, bé Ri nè, 3 gói tấm trắng nè. Rồi chị nào lấy chốt giùm thanh luôn, tấm trắng 3 gói 25.000 mấy chị. Nếu không đủ tối chị mua giờ like dồn đơn luôn. Ok chị Như Trần, tối 6 giờ 45 nha mấy chị. 6 giờ 45 thanh like nha mấy chị. Quần tây nam chị còn size lớn hết size nhỏ rồi. Rồi tấm trắng, chị nào lấy tấm trắng nữa chốt giùm thanh là tấm trắng 3 gói 25.000 mấy chị ơi. 3 gói tấm trắng. Rồi ok chị Cẩm Hằng, 3 gói 25k. Con dọn ra con coi có đôi nào không, thôi lát nữa gì ra gì coi cho. Vườn cảnh về, tranh thủ về đi. Áo sơ mi nữ có nha Ngọc Thảo ơi. Có nha. Ê mà cái áo sơ mi nam đó, gì lụa luôn á con. Lụa. Rồi tấm trắng, chị nào lấy tấm trắng nữa chốt giùm thanh luôn ha. Tấm trắng đây mấy chị ơi, đang có mấy cái hộp đậu phộng. Tới cái này luôn. Ê bút nè con, chả có hộp của hổm nè. Để ăn đi. Nè. Ăn, để ăn cho vui cảnh nè con. Bỏ xuống cho nó, con cho nó ăn đi. Rồi nó mặn thôi. Mệt quá. Đây cái này hũ nhiêu? 45.000. 45.000 hũ. Ê, lấy kẹo ra bán à, lấy kẹo ra bán đi. Kẹo trong tủ mấy đứa nó không có nhà lấy được. Tủ nè, đem giấu trơn rồi. Rồi thôi khỏi luôn đi, khỏi đi. Đây tối nay lên về tiệc nha chị. Ok nguyên hộp nguyên ngô, khỏi đi khỏi đi. Đây cái này là đậu phộng, này là cái gì, đậu phộng gì trời, cảnh gan với cái gì, muối tỏi đúng rồi, bơ với muối tỏi ớt nha. Thanh sale cho mấy chị một cái, thanh bán cho mấy chị một hũ, một keo vậy là 45.000. Một keo này là đậu phộng gan muối ớt nha mấy chị nè, bơ với muối ớt nè. Cái này là thanh ăn là ăn ghiền luôn á mấy chị, ăn ghiền luôn á. Trời đi xe đi đồ là thanh ăn cái này ghiền luôn rồi. Bắp nè, bắp sấy muối tỏi luôn nè, rang muối tỏi luôn nè mấy chị. Rồi cái này là đậu phộng, đậu phộng này là đậu phộng nước cốt dừa nha, một hũ gì là 45.000. đây 45.000, chị nào lấy chút thanh luôn. Không ai mua thanh để thanh ăn được cái đó, còn ít là để ăn luôn khỏi bán. Rồi thôi thanh chào mấy chị nha, tối hẹn mấy chị tối nay nha mấy chị. Ủa là bỏ ngoài cho gì một bọc áo sơ mi rồi phải không? Trời trời kêu chừa lại một bọc áo sơ mi à, ăn đi hai đứa. Đậu phộng nước cốt dừa. Ok thủy kim cần. Hủ đậu phộng nước cốt dừa quá.
còn ba hũ là em định để dành ăn luôn á mấy chị. Người ta bán hũ 60-70 ngàn nha mấy chị. Rồi chị nào lấy gì nữa lấy ra thanh xuống lại luôn mấy chị. Tôi hẹn mấy chị tối nay nha. Bye bye mấy chị nha. Hẹn mấy chị 6:45 tối nay.